Chào mừng anh chị em đã quay lại với kênh review đồng hồ chính hãng của Tham Quay, và mình là Tiến. Hôm nay Tham Quay mới săn sale vừa được một cái mẫu sản phẩm cũng khá là rẻ, đến từ thương hiệu chúng ta sẽ có là Tissot nhé. Mẫu sản phẩm này của chúng ta sẽ có size thiết kế là 42, cùng đó độ mỏng của mẫu sản phẩm này mình nhớ chỉ tầm vào khoảng hơn 60 một tí thôi. Thì anh em mà có cổ tay khoảng trên 16 là có thể đeo được mẫu sản phẩm này rất là dễ dàng. Mình sẽ bỏ phần seam này ra. Đây, mã số quốc tế của chúng ta sẽ có phiên bản này sẽ là T109-610-16022-00, thân thép không rỉ, chống nước 33, và mẫu sản phẩm này sẽ sử dụng máy pin nha anh chị em, không phải máy ô tô. Đấy, đây, nói về phần mặt số thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 kim hiển thị, cùng đó là 12 cọc số này chúng ta sẽ được sơn màu đen hết. Chữ Tissot 1853 cũng như những cái đánh số vạch như thế này, cũng như chữ Swissmade này chúng ta cũng được sơn màu đen, rất là nổi bật trên phần mặt số màu trắng luôn, rất là dễ dàng để quan sát giày giấc cũng như là rất là dễ dàng để canh chỉnh. Chỉ cần kéo một nấc thôi là chúng ta sẽ dùng để chỉnh giờ rồi. Đây, không có gì khó khăn cả, rất là tối giản cho một mẫu sản phẩm cơ bản dành cho nam giới khi lên tay. Thân này chúng ta sẽ là thân thép không rỉ, độ mỏng của mẫu sản phẩm mình sẽ đo chính xác là cho anh em xem. Ở đây chúng ta sẽ chỉ có độ mỏng tầm vào khoảng 6,5-6,4 thôi anh chị em à. Đấy, thì anh em có thể thấy là một mẫu sản phẩm rất là cơ bản để lên tay. Cùng đó là chúng ta sẽ sở hữu mẫu kính sapphire là chắc chắn nhé. Dây đeo này chúng ta sẽ có dây da thuộc, em nói sẽ là màu đen. Khóa này chúng ta sẽ là khóa xiên, và trên một khóa này chúng ta sẽ có chữ Tissot. Đây, nắp lưng của mẫu sản phẩm chúng ta sẽ có. Với phần nắp lưng này của chúng ta cũng không quá nhiều chi tiết, em nói sẽ có là mã dòng đây, mã cây size, chống nước, thân thép không rỉ, kính sapphire và Tissot. Đấy, rất là tối giản để anh em có thể dễ dàng lên tay. Và mẫu sản phẩm này hiện tại Tham Quay đang có sẵn với mức giá sale giảm chỉ còn 4.500.000 đồng. Anh chị em nếu có nhu cầu muốn sở hữu, xin vui lòng liên hệ ngay với Tham Quay được hỗ trợ và tư vấn. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi hết video clip này của Tham Quay. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em những video clip sau.